Xin chào các bạn nha. Thưa các bạn, là tại video này chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một cái đĩa CD của Lê Cát Trọng Lý. Cái đĩa CD này là đĩa gốc, chúng tôi bán là 320.000 một đĩa và bán theo cái phương thức COD. Các bạn mua thì liên hệ với chúng tôi để chúng tôi giao hàng. Và tại video này thì chúng tôi sử dụng cái hệ thống audio D100 có giá trị 100 triệu để giới thiệu với các bạn cái bản nhạc đầu tiên Giấc Mộng Lớn của Lê Cát Trọng Lý. Và đây, sau đây xin mời các bạn xem về quá trình chúng tôi giới thiệu cái đĩa nhạc này. Đĩa này thì rất là kỹ các bạn ạ. Lê Cát Trọng Lý làm bìa cứng, rồi phôi đĩa thì cũng là phôi trắng, in bởi cái nhà in thời đại. Và cái đĩa này cũng là đĩa gốc các bạn nhé, chất lượng rất là cao. Và Lê Cát Trọng Lý cũng làm những các cái album, những các cái tờ giới thiệu về nội dung hát và các nội dung các bài hát, thế rồi các cái ảnh rất là đẹp, design rất là kỹ càng. Thế thì sau đây xin mời các bạn nghe cái bài đầu tiên, bài Giấc Mộng Lớn các bạn nhé. Hãy subscribe.